Bài tập số 1 của cô có yêu cầu như sau. Xếp các từ sau thành các cặp từ có nghĩa trái ngược nhau. Có nghĩa là các con sẽ xếp lần lượt từng từ vào cặp sao cho cặp đó có ý nghĩa trái ngược nhau, tức là tìm các từ trái nghĩa, đúng không nào? Với bài tập này, cô sẽ dành cho các con 3 phút để các con hoàn thành. Các con hãy nhấn nút tạm dừng và chúng ta cùng hoàn thành bài tập nào. Thời gian đã hết rồi, chúng ta cùng đối chiếu bài làm với kết quả của cô nhé. Đầu tiên, cô có cặp từ đẹp, xấu. Đó là hai thái cực ngược nhau hoàn toàn về mặt thẩm mỹ đấy các con ạ. Và cặp từ thứ hai cô tìm được đó là ngắn, dài. Đây chính là nói về kích thước đúng không? Trái ngược nhau về kích thước. Cái thước này của cô đang dài này. Cô thu lại nó thành ngắn này. Và cặp từ tiếp theo của cô đó là nóng, lạnh. À, mùa đông thì thời tiết rất là lạnh, còn mùa hè thời tiết rất là nóng. Đây là hai thái cực trái ngược nhau về mặt nhiệt độ. Cô có cặp từ tiếp theo, đó chính là cao và thấp. Khi cô đứng sẽ cao, khi cô ngồi xuống sẽ thấp. Đúng rồi, đây là hai thái cực ngược nhau về mặt kích thước và cụ thể đó là về chiều cao đúng không? Cô có cặp từ lên, xuống. À, đây là hai trạng thái khác nhau đúng không? Mặt trời mọc lên, mặt trời lặn xuống.